Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục giới thiệu tới tất cả anh em một chú hươu chóc rất là đẹp. Chú hươu chóc này thì mình vừa mới bấm được khoảng 20 ngày. Nhưng mà nó lên một bên thì ba nhánh, còn một bên nữa là hai nhánh to và một nhánh bé. Thì chú hươu chóc này là bố mẹ được mình tuyển chọn nó giống rất là tốt. Cho nên là khi sinh sản và lái tạo ra được chủ hữu con thì nó đảm bảo được cái yếu tố về nòi giống tốt chuẩn và đẹp và cách để anh em có thể nhận biết được một chủ hữu chóc và một chủ hương nhung đầu thì đối với nhiều anh em mới nuôi hoặc là nuôi một vài năm thì khả năng nhận biết được chủ hấu chóc và chủ hương nhung đầu thì cũng là rất là khó thì đối với hương chóc nếu chúng ta nhận biết cái đầu tiên đó chính là về cái thể hình của nó thì con hươu chọc thường nó có về thì cái thể xác nó là sẽ là nhỏ hơn cái thứ hai đó chính là về khuôn mặt cái khuôn mặt của con hươu chọc thì nó sẽ là nón hơn nón hơn so với con hươu nhúng đầu đấy mọi người có thể nhìn thấy mặt của nó là rất là nón và cái à, mặc dù là chọc rất to nhưng mà cái à, thể xác về thể hình của nó thì khá là bé Và một điều nữa là chúng ta có thể là nhìn à, Về khuôn mặt à, Cũng như là nhìn về Cái Phần à, Hình đế Của con chóc Thì đối với con chóc thì à, Cái phần viên đế thì nó sẽ là lống nó phù nhiều hơn Đấy, Viên đế nhỏ hơn Còn đối với hướng nhung đầu á, hướng đã 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 Bấm chóc và khi mà lên nhung đầu thì cái hình thành nó là sẽ là hình thành nó khác hơn so với những con hươu chóc vì phân để thì nó sẽ là phi to hơn và lông thì ở góc để nó sẽ thưa hơn và bên cạnh đó thì cái nhung lên nó sẽ là phấn chia thành được cái hai cái nó là dễ nhận biết hơn và một điều nữa là con hươu nhung đầu thì thể xác nó lúc nào cũng sẽ là to oh, và trưởng thành hơn rất là nhiều. để tránh để anh em tình trạng anh em để phân biệt được những đầu và những chọc để mua được con hươu đảm bảo chất lượng. tránh trường hợp bị những người khác nó là lừa và chúng ta mua phải hàng kém chất lượng nhé. xin chào tất cả mọi người nhé ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục là giới thiệu tới tất cả mọi người một à, kỹ thuật xây dựng chuông núi hươu trong quá trình chăn nuôi hươu sáu thì đối với nhiều anh em vừa mới à, tập nuôi hay là có ý định mà chăn nuôi hươu với quy mô mà nhỏ lẻ và số lượng ít thì mình sẽ là giới thiệu tới anh em là à, một à, mô hình chuông núi hươu là rất là phù hợp và tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong cái quá trình xây dựng thì đối với bản thân mình thì theo như đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chuồng trại thì mình cảm thấy là xây dựng thì mô hình chuồng trại mà làm bằng gỗ thì sẽ là rất là đẹp bắt mắt và tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho tất cả anh em và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới anh em là mô hình chuồng là giải đi là lối đi ở giữa và hai giải hai bên thì mô hình này thì khoảng là sáu mọi người nhé sau này đối với tất cả mọi người mà muốn nới rộng thì mô hình thì mình có thể là dễ dàng nới rộng được ở hai bên và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người là cái quan trọng nhất đó chính là cái về quá trình thiết kế thì ở đây chúng ta sẽ thiết kế là à, 6 phòng và à, lối đi ở giữa về cái đầu tiên đó chính là cái cột thì à, đối với mà thiết kế ở lối đi ở giữa thì cái à, cột à, cao nhất ở đây thì à, mình sẽ làm là cao tầm khoảng 3 m bảy và à, cột à, cao thứ hai là mình sẽ là làm à, cột cao thứ hai đó chính là cột bên này thì đối với cột bên này thì đây là mô hình của mình thì mô hình mình làm với tổng diện tích cũng như tổng số là đến 100 ô cho nên là cái cột thứ hai này thì nó hơi khác mới nhé cột thứ hai này thì mình sẽ làm là cột thứ hai này là sẽ là 3 mét cột đầu tiên là 3 m 7 và cột phía bên này cũng là 3 m 7 và cột phía sau cùng bên góc kia cũng là 3 mét và cái thứ hai đó chính là uh, mình sẽ là khác hẳn so với trước đấy là mình sẽ là xây thành lên cao từ 40 đến 50cm đây, Đối với các ố này thì mình đều là xây dừng là thanh cao từ 40 đến 50cm Mục đích là uh, mình sẽ là sử dụng cái núi hướng trên đêm nó sinh học Cái này thì nó vừa sạch sẽ không mang lại cái mùi hôi thối ô nhiễm đối với môi trường sống của chúng ta cũng như là môi trường sống của con hương cái thứ hai là nó nó chính là nó sẽ là tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho anh em thì cái đó thì mình sẽ nói sau tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn tới anh em là sau khi anh em xây được cả thanh từ 40 đến 50 cm như thế này rồi thì chúng ta sẽ là bắt đầu lại sẽ là à, cưa thoáng trung hướng cũng như là à, cái bộ phận liên quan cái, um, đầu tiên đó chính là cái thứ hai đó chính là chúng ta sẽ xây dựng các thoáng như thế này cửa thoáng như thế này cái này được gọi là à, bộ phận này gọi là áp lẹp thì mục đích của cái này thì nó chỉ là giữ các cái thoáng chuông hưu lại với nhau thôi mọi người nhé thì áp lẹp và thoáng này thì nó đều giống nhau cùng một kích cỡ ở đây thì sẽ là một hai 3, 4, 5, 6, 7, 8 Có nghĩa là một bức Thì mình chỉ cần tạm thoáng gỗ như thế này Đấy. Về kia B Rộng của các thoáng gỗ thì từ 13 đến 14cm Còn phần dài như thế này thì chúng ta sẽ tầm từ 3 đến 4cm Và khoảng cách giữa các thoáng thì sẽ là sơ dân Ở dưới này thì sẽ là 10cm lên đây là 12 tiếp theo lên nữa sẽ là 15 lên nữa sẽ là 20 và lên nữa là 25 đấy thì chúng ta với ở đằng dưới thì 10 cm để mục đích là con hướng nó không thể tho cái cổ cái đầu của nó ra ngoài và tiếp theo sẽ là xây dựng các cái cửa trung hướng thì cửa trung hướng cái này thì cũng rất là quan trọng mình sẽ là đi một lượt sau đó giới thiệu cho mọi người nhé Tại đây là chính là cái cửa Cửa chuông hướng thì nó cũng sẽ sử dụng Thay vì chúng ta sử dụng một cái áp lẹp dài Thì chúng ta sẽ là sử dụng Đây cái, cái này gọi là cái áp lẹp Trước đây là mình sẽ bỏ một cái áp lẹp dài xuống giống như bên kia mọi người nhé Nhưng sau này à, Sau quá trình xây dựng mình bắt đầu là Cải biến và thiết kế Thiết kế thêm cái này chính là cái phần áp lẹp để giữ cái phần thanh ngang của trung hú đây. Bên này thì tất nhiên là phải cần áp đẹp để giữ cả thuyền mọi người nhé. Đây nó sẽ giữ được cái phần cửa của Trung hú. Và cái phần cửa thì chúng ta cũng sẽ là xây dựng ở cả ố à, à, một thoáng bên này, một thoáng bên này và các thoáng ở dưới. Đấy. Ở dưới này thì chúng ta sẽ là dùng một sử dụng một uh, trưa một cái lỗ mọi người nhé để dễ dàng chúng ta mở cửa mình sẽ mở cửa cho mọi người xem nhé đấy cửa thì sẽ đẩy vào đấy rất là tiện và mình sẽ bước vào trong này để quay cho mọi người rõ hơn đấy phần cửa trên này mình sẽ làm một cái móc một cái móc thép như thế này để mở vào mở ra dễ dàng còn dưới này thì đấy chúng ta đã cho vào đây rồi và giữa các ố thì chúng ta sẽ cần là xây dựng các cái cửa thông nhau mọi người nhé nhằm mục đích là sau này trong cái quá trình mà chúng ta tách khương thì dễ dàng hơn đây chúng ta sẽ xây dựng thông nhau mở cửa này đóng cửa vào đấy mở cửa ra tương tự thì các ố nó đều là giống như thế này thôi mọi người đều cũng có cửa và còn bên phân của cửa thì bên này gọi là cái cột cửa cột cửa cũng nhằm mục đích là nó chỉ là làm để làm cái chốt để chốt cái cửa lại và giữ được cái à, các cái à, thoáng ở bên này đấy cột cửa cửa này cửa đây cửa đây rồi bên này là cột cửa nhá cột cửa đây đấy còn về việc chúng ta xây dựng à, cáo như thế này thì để sử dụng đêm lót đấy mọi người có thể nhìn thấy là cái đêm lót này nó rất là sạch thân thiện với môi trường sống của chúng ta cũng như là môi trường sống của con hương và đặc biệt là nó không hề có mùi hối thối mọi người nhé khi chúng ta sử dụng và xây dựng cái nền đêm lót sinh học ấy, thì không có bất kỳ một mùi hối thối nào ảnh hưởng tới à, cái cuộc sống của chúng ta đây đây là sáu ố sáu ố đã hoàn thiện và à, đi vào hoạt động sáu ô trung hướng thì đối với sáu ô này nó phù hợp với được các anh em chúng ta làm với quy mô là là nó nhỏ nhá quy mô nhỏ còn đối với quy mô lớn và trang trang trải nhiều như thế này thì mình sẽ làm nó là rồng hơn và cái các cột thì nó sẽ là cao hơn đấy thì trong quá trình nuôi thì làm các ổ như thế này thì nó có rất là nhiều lợi thế và Ở video sau thì mình sẽ là Chia sẻ Cho anh em Về cả cái lợi thế mà chúng ta sẽ Xây dựng chuồng gỗ nền cáo Và đặc biệt là Phù hợp với trong quá trình mà chúng ta cho hữu là giao phổi và sinh sản Đấy, Chuồng gỗ thì nó rất là dễ làm Rất là đẹp Và tiết kiệm được rất nhiều chi phí cũng như là mang lại được cái hiệu quả trong quá trình chăn nuôi hươu sao của chúng ta